ra sân với quyết tâm có điểm trong trận đấu khai màn SEA Games trước đội chủ nhà U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia đã nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3. Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều tờ báo nước này đã rất tự tin cho rằng U23 Indonesia chắc chắn sẽ rời sân Việt Trì với ít nhất một điểm trong tay. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, khi U23 Indonesia phải nhận đến 3 bàn thua và không ghi nổi một bàn nào, nhiều tờ báo nước này đã chỉ ra những điểm yếu của đội và gọi đây là cơn ác mộng. Theo Indosport, một trong những tờ báo thể thao nổi tiếng của Indonesia, đội Garuda Muda, biệt danh của Indonesia, đã ngậm đắng nuốt cay khi nhận trận thua đậm với tỷ số 0-3 trước Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô là những người đã biến trận đấu mở màn thành ác mộng đối với các cầu thủ Indonesia. Sức ép từ đội chủ nhà là kinh khủng và không có dấu hiệu dừng lại. Hàng thủ của Indonesia đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn để thủng lưới. Có được bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên bàn quân sao vàng không hề nới lỏng nhịp độ tấn công. Kết quả hai bàn thắng được họ ghi chỉ trong thời gian ngắn. Lợi thế của Việt Nam kéo dài cho đến khi tiếng còi vang lên. Indonesia đã phải ngậm ngùi ngay trận ra quân của mình tại giải đấu SEA Games 31. Tại này viết tiếp. Trong khi đó, trang CNN Indonesia cho rằng đây là một gáo nước lạnh cho đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong, nhất là khi đội đặt mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này. CNN Indonesia viết, thi đấu trên sân Việt Trì vào tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, Indonesia đã buông xuôi trước Việt Nam. Garuda Muda thực sự đã thành công trong việc cầm chân Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các bàn thắng đến liên tục đã khiến cho Indonesia sụp đổ. Với chiến thắng hoành tráng này, Việt Nam xứng đáng xếp đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Indonesia đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ tư. Thậm chí, chúng ta còn giống như là Timor-Leste, chẳng ghi được bàn thắng nào ở trận đầu tiên. Ngoài ra, tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter của Liên đoàn bóng đá Indonesia VSSI có vẻ không kìm được cảm xúc khi liên tục thả icon, tức là biểu tượng, khóc nức nở khi đội chủ nhà liên tiếp để tung lưới trước U23 Việt Nam. Thậm chí, việc cập nhật tỷ số chỉ diễn ra duy nhất ở bàn thua thứ hai. Còn lại ở bàn thua thứ nhất và thứ ba, họ chỉ kịp đăng các biểu tượng khóc mà quên đi cả việc cập nhật thông tin cho người hâm mộ nước nhà. Ở lượt trận tới, tuyển U23 Việt Nam sẽ đụng độ với Philippines, đội đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước đối thủ Timor-Leste. Còn về phần U23 Indonesia, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong buộc phải có 3 điểm trong trận đấu với Timor-Leste diễn ra vào ngày 10 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.